Tôi đang ở Việt Nam hả? Ai biết, tưởng đâu để chi mi đổ thì ở Mỹ. Trời ơi, chết tôi rồi. Mai Anh Ma, tên gì kỳ vậy? Hòa Lê, nhưng chào nha. Tuấn Anh Kiệt, chào cô, chào con. Còn si mi đổ gì đúng không? Si mi đổ ở Việt Nam đúng không? Cho là ở Việt Nam đi. Bởi vì chị nói mà, các em làm phản động mà các em có gan, sao rồi không không có gan vậy mà cũng đi làm phản động chi các em? À, xin mi đổ làm phản động mà Nhưng Cẩm Thúy gì đó em, Nguyễn Cẩm Thúy đó. À, làm phản động như nó vậy đó, đưa mặt ra rồi làm gì đó nó mới gan không? Còn làm như các em mà nói làm phản động, các em nhát gan vậy mà cũng bày đặt làm phản động đi xuyên tạc. À, đứa nào mà ở trong nước Nhưng Cẩm Thúy, nhỏ đó có gan đó, nhỏ Cẩm Thúy đó, nhỏ đó có gan đó. À, bây giờ quay lại nước Mỹ nha anh chị. Cái hẹn gặp nhau gì? Bây giờ tối ngày tụi bay nó hẹn không mà nhà chị có, chị bán ngoài chợ, địa chỉ chị đưa rất là nhiều, số điện thoại chị đưa rất là nhiều, cần gì là gặp chị luôn. Đúng không? Không rồi ở đâu đó, nói chị ơi, chị giờ em ở đó đó, đi uống cà phê với em. À, chị ở An Giang vậy thôi. Nha. Các em mà cứ vậy hoài. Bữa giờ bận quá, giờ mới gặp được cô nè. Ừ, bận hả con, gắng cố gắng lên. Ơi chơi thôi vậy, bây giờ đâu phải ở Việt Nam đòi nhân quyền cho Việt Nam làm gì? Trời ơi, nhân quyền gì của tụi nó đâu em ơi, Nguyễn Hiền. Tụi nó bây giờ nước Mỹ nó banh chành tới bẹ ra rồi, nhưng mà sao nước Mỹ thì nó nói mà nó để mà nó sập thì nó không sập đâu, nói chung là kinh tế của Mỹ nó cũng làm lại được. Nhưng mà quay lại cái nước Mỹ nè, nước Mỹ với người nước Mỹ với nước Việt Nam chúng ta nè, hôm nay chủ đề nghe nói con Cẩm Thúy bị đánh tét Hán hả chị Ngọc Nhiên? Đúng, chút nữa chưa chụp cái màn hình nó đưa lên, chụp rồi mà chưa có đưa, nó đăng mà quên đăng. Đánh vô cái Hán, đánh vô cái bụng à, cái Hán thì tối ngày khoe cái Hán, tối ngày khoe cái Hán, khoe cái Hán đó. Em chào anh Việt Nam, anh Việt Nam nãy có thấy em ăn may không? Ở Mỹ có thấy em ăn may không? Thì như vậy anh chị, bữa nay cái máy kia của ông Mo nó chơi, nó bỏ đâu không biết, để chế độ im lặng tiêu à, giờ còn có cái máy một đang like à. Đó, chiều lấy cái máy kia đi cài đặt lại nữa. Không gọi nó đi cài đặt máy mà chưa đi cài. Nhiên chào lại tất cả cô bác anh chị hai họ nghe. Họ nội họ ngoại nghe, họ nội trong nước, họ ngoại ngoài nước nghe. Chào cô bác. Anh mới vào. Thì Nhiên quay lại cái câu chuyện về những cái người Mỹ. Bây giờ Nhiên nói quay lại câu chuyện là người Mỹ, cái anh ở cái người Mỹ da đen, nhưng chia sẻ tờ báo lên trên trang rồi đó, thì tí nữa xuống like anh chị vô đọc cái tờ báo. Thì một người Mỹ ở ở tiểu bang gì, nói chung là một người Mỹ ở tiểu bang, hồi nãy tiểu bang gì nhưng quên rồi, Colorado gì đó. Nhớ hồi nãy là cái tiểu bang gì đó, anh chị nhớ nhắc giùm. Thì cái anh người Mỹ này anh nhiễm Covid-19 Corona, anh nằm viện có 10 ngày mà anh trả tiền viện phí anh chị biết nhiêu không? Anh nằm có 10 ngày mà anh trả tiền viện phí anh chị, cô bác anh chị biết nhiêu không? 140.000 USD, tính ra tiền Việt Nam là khoảng 3 tỷ 2 đó anh chị đó. Xã hội Mỹ đau đợt Covid này mình đều thấy nó là bánh vẽ xã hội hiện đại, đúng rồi đó con. À, thì cái anh người Mỹ nhiễm Covid-19, tờ báo hồi nãy mình đọc, mình chia sẻ lên cho anh chị xem trên cái trang này luôn nè, tí nữa thì anh chị vô xem, là một người Mỹ nhiễm Covid-19 nằm viện có 10 ngày, khi mà xuất viện thì anh ta nhận một cái
sau 2 tuần chứ, khi mà anh ta xuất viện sau 2 tuần thì cái anh Castro này ảnh nhận một cái hóa đơn là 140.000 USD, tính là tiền Việt Nam là 3,2 tỷ. Mà trong khi á, cái hóa đơn mà tiền viện phí của anh á, thì anh đến gặp công ty bảo hiểm thì công ty bảo hiểm nó từ chối không trả tiền, không chịu tiền bảo hiểm cho anh. Đấy, thì Nhiên nói như vậy thì cô bác anh chị em ở trong nước mình, một số cô bác anh chị em mà Nhiên gọi là người thu nhập thấp và thu nhập dưới trung bình, anh chị mà nói kỳ kỳ qua mà đi bán vé số, chạy xe ôm, một anh chị số anh chị nào á, và còn một số anh cô bác anh chị mà theo nghe theo bọn phản động nữa đó, tôi gọi là phản, một số riêng là bọn phản động, và một số cô bác anh chị mà từng lên và phê phán chính phủ mình, đất nước mình, chê trách đảng nhà nước mình á, thì anh chị lên đọc lại những cái tờ báo của nước Mỹ đối xử với dân của họ như vậy nhá. Thì anh chị thấy đang sống, các anh chị hiện nay đang sống trên đất nước Việt Nam, anh chị thấy có hạnh phúc không? Anh chị có thấy hạnh phúc không? Đất nước mình, đảng nhà nước ta, chính phủ ta trị bệnh Covid-19 không phân biệt giàu nghèo sang hèn, kể cả người nước ngoài trị bệnh cũng miễn phí, không lấy một cắt một ngàn nào hết. Anh chị có thấy cái đất nước nào mà như đất nước Việt Nam chúng ta đối nhân xử thế với người dân như vậy không? Bốn chục ngàn à, thì anh chị thấy có đất nước nào mà như cái đất nước Việt Nam chúng ta mà đối nhân xử thế cả với người nước ngoài không? Hiện nay giờ người ông cái người lái thi công người Anh đó là tính ra mà trị về Covid-19 mình đó là hơn 5 tỷ tiền Việt Nam rồi đó à, mà miễn phí không có lấy tiền của ông ta đó anh chị. Ông ta đâu phải là cái người dân tộc mình, đâu có chịu trách nhiệm với dân tộc mình đâu, mà nhà nước ta vẫn đối nhân xử thế với người nước ngoài như vậy, rồi đối với bà con trong nước là trị bệnh là không phân biệt giàu nghèo sang hèn, trị bệnh cho bà con hả, về nhiễm Covid-19 là không lấy một ngàn nào hết. Còn so về nước Mỹ, cái anh Castro là một người công dân của nước Mỹ, gốc Mỹ, người công dân của Mỹ, và họ là cái người sao, lúc mà còn mạnh khỏe họ làm, họ đóng thuế cho nước Mỹ, tới khi mà họ bệnh nhiễm Covid-19 này thì khi họ ra viện á, là họ nhận một cái kết quả là 140.000 USD, là tính ra 3,2 tỷ tiền Việt Nam. Nhưng mà các anh chị biết không, cái bọn mà chống cộng ở hải ngoại á, cái bọn chống cộng hay ngoại, cái bọn cầm cờ vàng ba sọc á, lưu vong á, á thì nó lên đó, nó lên nó khen cái nước Mỹ, ôi nước Mỹ là cái nước giàu có, nó cho là nó vẽ một cái nước Mỹ một cái là như thiên đường. Nước Mỹ á, cái bọn chống cộng anh chị, nó vẽ cái nước Mỹ như một thiên đường, vẽ như một cái bức tranh tuyệt vời đẹp nhất, vĩ đại nhất. Nhưng mà qua cái vụ Covid-19 này thì anh chị đã thấy nước Mỹ như thế nào. Nước Mỹ nó toan rồi, nó banh rồi, là sao nó đâu có trị cho người dân miễn phí như những lời mà của bọn Powell nói. Giờ bảo hiểm á, là nó không nói gì, nó không chi trả thì làm sao, thì mình tự trả thôi. Nằm viện mà bây giờ vô bệnh viện, bây giờ nước Mỹ giờ nó nhiều quá rồi, thì bảo hiểm nó phá sản, công ty bảo hiểm nó phá sản thì nó đâu trả. Còn Việt Nam trị bệnh Covid-19 có bảo hiểm bao gì không? Không có, ai có bảo hiểm cũng không trả tiền bảo hiểm à, rồi cái gì tiền anh chị có sức để ra đồng tiền nào chị đâu, không có tốn một ngàn một cách gì hết chân á. Còn nước Mỹ thì sao, cả đời làm gì đóng thuế cho nước Mỹ, khi mà nhiễm Covid-19 này chính phủ Mỹ không chịu trách nhiệm, là sao, nói là chính phủ là nhiêu,
là nói là tiền bảo hiểm, có bảo hiểm, mua bảo hiểm cho người nghèo 27.000 người ở trên tiểu bang Cali. Giờ có đi, có ai nhận được đồng nào không, có bảo hiểm nào chi trả không đó anh Castro á, không đấy là anh Castro là điển hình, và là một cái điển hình hầu cách đây cũng khoảng 2 tháng, nhưng có làm một cái clip, một cái clip là về cũng một người bệnh nhân là cũng nhiễm Covid-19, là ngày đó là nhiêu là tới 47.000 hay gì đó, 47.000 USD là tính ra gần cả tỷ đồng của tiền Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái anh người Mỹ này ảnh nhiễm Covid-19 mà lợi còn hơn gấp 2 lần của cái bệnh nhân lần trước là 140.000 USD. Đó. Là tính ra 3 tỷ 2. Đó. Ở lại chứ tao đâu có mà ở lại chơi chi bị đổ, đi làm gì hả? Nước Mỹ thiên đường á, tụi bay vẽ cái bánh vẽ là thứ nước Mỹ thiên đường của tụi bay đấy, nước Mỹ thiên đường của tụi bao que tụi bay đây hả? Nước Mỹ thiên đường đó, thiên đường mà chết tới 100 mấy chục ngàn người rồi đó, thiên đường á, không nước Mỹ giỏi lắm, nước Mỹ thiên đường chị miễn phí à, nước Mỹ chị miễn phí mà sao một bệnh nhân mà cầm một cái viện phí ra viện thì 140.000, 2 tháng trước là 47.000, một bệnh nhân ra viện 47.000, lần này một bệnh nhân cắt chôn người Mỹ ở cái gì cô lô gì đó không nhớ, không tiểu bang gì đó, trên báo có nhớ tên anh ta là cắt chôn hả, nhận 140.000, 3 tỷ 2 đấy, nước Mỹ là thiên đường đấy. Nước Mỹ đi trị bệnh không tốn ngàn nào đó, viện ấm gì, về y tế á. Y tế nước Mỹ giỏi nhất thế giới đó à nha, mà tính ra giờ là 110 mấy ngàn người rồi, 110 mấy ngàn người tử vong về con Covid-19 rồi. À, 2 triệu mấy người nhiễm Covid rồi, Corona rồi. Đấy, nước Mỹ thiên đường đấy. Nước Mỹ thiên đường về y tế đó, thiên đường mà để cho dân tới chết 100 mấy chục ngàn. Nước Mỹ mà tự do dân chủ mà ôm mà cả đứa trẻ mà cũng còng tay. Đó. Thôi hôm nay mình làm cái clip ngắn gọn gọn vậy chơi với bao que được rồi. Đó. À, xuyên tạc đi. Nước Mỹ thiên đường của các em đó, xuyên tạc đi các em. Trời ơi vui lắm ha. Đây. Để coi chị chống con mắt lên coi tụi bay á, còn có tụi bao que các mày á, các em á, còn lên mạng để mà gống được bao nhiêu lâu nữa, còn ngáp được bao nhiêu lâu nữa ha. Cái gì con, gì con gì ta, con Ngọc Hứa rồi con Trăng Lê rồi con gì rồi con Đoàn Thị Dương ở Na Uy à, coi á hả, được ngáp được bao nhiêu lâu, được ngáp bao nhiêu lâu rồi xong á. Nước Mỹ nó như vậy đó, thử coi nước Mỹ nó như vậy á, nhờ cái con Covid-19 này mà bà con trong nước người ta nhìn ra sự việc hết, nhìn ra sự việc hết để coi tụi em ngáp được bao lâu. Vui ha, nước Mỹ thiên đường, một bệnh nhân mà ra viện cầm cái vé xuất viện đó nha, 140.000 đô, 3 tỷ 2 chứ nhiêu, rẻ ồm mà nước Mỹ giàu, trả đi đừng khóc. Cái người cần người Mỹ đó khóc anh chị, không dám nhận sự thật là mình có một số tiền khổng lồ để trả cho viện phí luôn đây. Vui không bao que? Trời ơi, chị đưa hôm nay tin vui đây, chị đưa tin vui cho các em đó bao que, tin này tin mặt á, tin mặt á bao que. À, mấy các em bọn chống cộng, các em tin mặt đấy, vô đi vui thôi. Nhưng chào anh chị nha, nhưng xuống nha anh chị, lên thông báo tin mặt cho anh chị nghe là nước Mỹ là nước vĩ đại, nước Mỹ là nước vĩ đại về về y tế, nước Mỹ vĩ đại là giàu, nước Mỹ gì vĩ đại y tế mà để dân họ nhiễm Covid-19 mà không lo cho dân, để dân trả 140.000 đô tính ra 3 tỷ 2 tiền Việt Nam. Công nhận nước Mỹ giàu vĩ đại ghê ha. Cái bệnh nhân mà nhiễm Covid-19 140.000 đô đó
họ anh cách vô này anh khóc, anh run rẩy, anh không dám cầm mà anh không dám cầm cái hóa đơn mà anh nằm viện luôn. Vui quá, em chào anh chị nghe, em chúc anh chị buổi trưa hạnh phúc vui vẻ nha. Thôi mình làm tí xíu gặp anh chị được rồi, em chào anh chị, chúc bà con nội ngoại hạnh phúc vui vẻ nha, bà con trong nước là bà con quốc nội nha, còn bà con ở quốc ngoại gắng cố gắng giữ gìn sức khỏe để chống lại dịch Covid-19 nha. Em chào cả nhà.